Xin chào Bồ Tát Như Thật là một trong những mạnh thường quân đang ủng hộ tôi giải cứu cá biển trong rừng ngập mặn để đến năm 2050 biển không bị tuyệt chủng các loài sinh vật biển, và đó cũng là cái động lực để tôi có thể nhặt rác thải nhựa trong biển mỗi ngày. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục nhặt rác thải nhựa cho nó xong rồi đi phóng sanh cho Bồ Tát Như Thật là các loài cúm mà Bồ Tát đã nhờ giải cứu nha. Thì trong này thì cua còng cúm gì là mình làm hết nha. Cua ở đây thì nó gọi là cua biển, mà gọi là cua biển cũng không phải cua ngoài biển nha. Nó gọi là giant muskrat, là những cái con cua bùng, chính xác là tên nó như vậy. Và nó chỉ có trong rừng ngập mặn mới có cua này thôi, còn không phải rừng ngập mặn không có con cua biển này đâu. Đó, nên Bồ Tát nào mà sợ phóng sanh cua, mà sợ mình ăn lại con cua, thì đối với những con cua biển này thì không sao. Đây. Vô tới này uống bia rồi quăng bia ở đây, xả rác nhựa. Rồi. Kem đánh răng. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân gia đình Bồ Tát Như Thật ủng hộ Tuyun nha. Bây giờ mình đi thả mấy con cúm đây. Trên đường đi Tuyun cũng xin chia sẻ. Ê, go home. Go home. Let's go. I can't wait. Let's go. Funny. Let's go, come on. Trên đường đi tôi cũng chia sẻ thêm để mọi người biết là những cái con cúm này á, ở trong tự nhiên nó tạo ra những cái lỗ thông thoáng trên nền đất. Đây, vai trò của nó cũng giống như là mấy cái con cua còng ở đây vậy đó. Và nó cân bằng một số loài seafood, hải sản nhất định. Nó ăn toàn là những con ngon lành không, mà người thích ăn con gì, người hải sản con gì người thích ăn là nó thích ăn, như là con chem chép đó, nó chuyên môn thích ăn chem chép và ăn sò huyết à. Đấy, nên con cúm nó ăn mấy cái con ngon lành lắm, nó ăn mấy con ngon không à. Chichi, where are you? Chichi, where are you? Let's go. Chichi, you read me. I'm on my way, TT. 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 Where are you? Rồi, bây giờ mình đi qua đây thả mấy con cúm nha. Nước đang lên à. Nước còn lên cao nữa đó. Đây là trường mầm non của các loài cá biển thưa quý vị. Cá biển nó ở đây nè. Chi chi. Chi chi. Chi chi. Where are you, Chi chi? Để em gọi nó đã. Hey. Trời ơi, nó còn con Chi chi đâu? Nhanh chân lên coi nào. Chi chi. Còn thằng Chi chi đâu? Chi chi. Go home. Chi chi. Em lượm rác không để ý nó, chắc nó bơi đi chơi nó. Phóng sanh mấy con cúm này cũng rẻ nha. Bữa nay con mua có 100 ngàn mà Bồ Tát Như Thật đưa cho con tới 500 lận nha. Mình cứ rõ ràng với nhau như vậy đi. Bởi vì á,
con quay video kiếm tiền lại từ kênh YouTube Tiun. Còn mấy này con chia sẻ để con nhớ khi con làm phim. Chi chi nó đang lẩn trốn em, nó muốn em lượm thêm rác đó. Thằng này nó hành sư phụ nó lắm luôn á nha. Từ ngày em dạy cho nó lặn giống như ba má của nó, nó lặn được hơn một phút rồi. Và bây giờ thì nó báo nè, kêu nó về thì nó không về, nó lặn luôn. Chi chi, chi chi, chi chi, chi chi. Nuôi rái cá thả rong ngoài tự nhiên, mình phải thật sự tạo được lòng tin cho nó, và nó phải xem mình như là cha mẹ thật sự, và mình hiểu nó hiểu mình. Còn nhiều người muốn biến nó làm thú cưng chỉ là gây thù chuốc oán với nó, làm nó mất vai trò ngoài tự nhiên. Nó rồi lụm rác nè, tê lụm rác nè. Ok, lụm rác thải nhựa nè TT. Nó hay đứng kế mấy cái bao nhựa để nó đợi em lắm. TT, trời ơi con kìa, ăn uống bất cứ thứ gì cũng quăng xuống, rau rồi vỏ rồi khẩu trang rồi tùm lum hết. TT lụm rác nè. Pick up trash. Hey, I pick up the trash for you today. Today, where are you now? I gotta go. I gotta go today. Shit, yeah. Trời ơi, nó chảy ra cái nước mà anh chị thiệt, em nói thiệt, đứng gần nghe cái mùi nó ói. Đồ ăn thiêu đồ các kiểu á. Chi chi. Rồi em biết nó đâu rồi. Nó đợi con chó rê. Thưa Bồ Tát như thật, đợi con xíu, con giáo hóa lại cái chúng sanh này đó, mấy đứa học trò của con. Ray, go home, Ray. Ray. Ray, come on. Ray. Ray, go home. Hôm nay cho mọi người coi, không phải dạy mấy con dỗ mấy con này là được đâu. Dạy dỗ được nó, mai mốt dạy con cái được luôn á. Nó thiệt luôn á. Mà coi nó chứng y như là mình nuôi con vậy. Nó chứng lắm. Mà cái não nó không có suy nghĩ được nhiều giống như một đứa trẻ, nên cũng đỡ hơn. Còn đứa trẻ nó còn phát triển, cái não nó thay đổi dần, mình dạy khó hơn. Mấy này bộ não nó mãi mãi ở đứa trẻ 7 tuổi. Chị chơi, chị chơi. Shit, fuck.